quay trở lại với NIN Kip. Và hôm nay nhân dịp kênh được 800.000 subscribe thì Nhi sẽ lấy 800.000 để đi gấp thú nha. Khốn về quá khốn. Bây giờ mình sẽ cần 700.000 này đi mua thẻ để chuẩn bị gấp thú nha. Tay tay anh ôm sương dòng rất đau. Các bạn thấy quen quen không? Thì nó đó, chính nó rồi đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi mua show thôi. Vì lần trước hết 700 ngàn mà không trúng một con nào, cho nên hôm nay 800k sub mình sẽ chơi hết 800 ngàn để coi có trúng được con nào không. Lần này quyết tâm gấp trúng một con cũng được. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share, subscribe. Đừng quên nhấn cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi Nhi ra video mới nha. Vẫn là một cái máy này nhưng mà ở đây là có 500 ngàn là 180 xu. Mình sẽ bỏ 500 trước nha. Really, nigga?
lần trước hình như mình thua nhiều quá cho nên lần này mình có duyên. Này anh nhờ, cầm giùm. Giờ mình sẽ gấp thử, bây giờ hơi tham, thử một lần nữa để coi thêm được con nào không. Còn không thì mình qua bên đây. Con màu xám thì cưng quá nè, nhưng mà hơi khó gấp quá à. Màu cam đi. Úi, con này không có ngay cái đầu. Thôi, con màu xanh đi. Úi. Rồi này nữa thôi. Chơi kỳ quá, tấm vậy ai chơi? Chơi với dán, chơi với ai xuống, người ta mua, người ta đánh chơi. Khinh. Ê,
rồi nữa nha. Không nên dừng lại đó ha. Nữa. Đi chơi thử con màu trắng này nha. Ý, không được rồi. Màu trắng này mập quá. Pokemon, hồi nãy bị một con Pokemon này. Nhìn cái mắt của nó kìa. Đồ mày. Được không? Đừng thú dại nha, mà con gái đẹp thiệt. Wow, không chúng một con nào kìa. Anh vô dụng con nít. Nhưng con nít tiếp, con nít gấp tiếp. Không chúng vào cái đó, chúng chúng vào cái móc của nó. Cái cây. Lấy cái cây giùm em ơi. Lấy cái cây trắng rồi giùm em cho nó con đi. Một lời từ chó nhẹ nhẹ. Dạ, cảm ơn chị. Con mặt này nhìn gấp không được nè, bây giờ mình gấp lại. Gấp hết xù thôi. Con xanh lá đi, con nâu nãy gấp không được. Úi, úi. Hù hù. Và như đã bỏ thu được một đống gấu luôn. 1, 2, 3, 5, 6, 7 con gấu. Tèn tèn và thanh niên kia đi lút xu nhưng không được một con nào. Chịp ơi. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để nhận được tiếp cho nhiều video mới hơn nữa nha.